Đời Sống Thú Vị xin chào các bạn. Có nhiều người sử dụng tủ lạnh ấy, nói với tôi là cái tủ lạnh nó chạy hoài không ngắt. Tôi đã làm những cái video hướng dẫn các bạn là cái cách chỉnh bộ điều nhiệt ở dưới. Thì chúng ta giảm về số nhỏ nhất, cái trên ngăn trên đấy, chúng ta cũng giảm về số nhỏ nhất. Thì có một cái trường hợp như là một người sử dụng tủ lạnh thấy nó chạy liên tục không ngắt thì cứ gọi thợ tới. Thì thợ cũng dùng cái vít điều chỉnh như vậy được vài ngày. Đấy, nó chạy ngắt, đều đặn. Thế nhưng mà cái đó sau vài ngày thì nó lại bị trở lại, tức là nó lại chạy hoài không ngắt. Thì hôm nay tôi nói kỹ về cái này. Toàn bộ độ lạnh là nằm trên ngăn đá. Nó có một cái lỗ thông xuống qua cái này chỉnh, nó thông xuống. Đấy. Và nó sẽ làm mát ở dưới ngăn này. Thì cái rẹp mota nó nằm ở đây, nó điều chỉnh cái lốc chạy. Đấy. Chạy lâu thì là nó lạnh sâu, mà chạy ít thì nó lạnh ít. Đấy. Tức là cái thời gian chạy đó. Thế thì cứ cái nhiệt độ ở đây mà nó tăng lên thì nó lại đóng cho lốc chạy, mà giảm xuống kích vào cái cảm biến của cái remota này đủ thì nó lại ngắt lốc. Đó là cái quy luật của nó, chỉ có vậy thôi. Thì thường thường ấy, cái remota này sau thời gian sử dụng dài ngày thì cái lò xo nó mềm đi, thì chúng ta phải tăng lên để cho nó chạy dài thời gian ra, chứ nó không phải là nó già đi. Có người nói rằng là nó già đấy, thế nên là nó chạy lâu không ngắt, nhưng cái đó không phải, mà thường nó non đi đấy. Đầu tiên là cái rèm mota, cái hiện tượng của nó hư hôm trước tôi đã nói rồi đấy, là đầu tiên là chúng ta để số nhỏ, nhiệt độ vẫn tốt, thế nhưng mà sau một thời gian cái số nhỏ thì nhiệt độ nó kém đi, chúng là ta lại tăng lên thì nó lại bình thường lại, thế nhưng sau một thời gian nó lại kém thì chúng ta lại tăng, cuối cùng tăng hết cỡ mà nó vẫn không chạy, là cái rèm mota này nó hư hôm trước tôi nói rồi. Thì chúng ta kiểm tra cái độ lạnh của toàn bộ cái tủ có đạt không. Nếu như ở trên này mà độ lạnh kém thì ở dưới này cũng kém. Đấy, và lốc phải chạy liên tục. Đó, đấy là một cái nguyên nhân. Vậy thì độ lạnh kém ở trên này là cái gì? Nó làm cho kém. Đó. Thế cái trường hợp như lúc nãy tôi nói là người thợ tới chỉnh thì chỉ được vài ngày. Ngưng, tức là nó bình thường trở lại đấy. Nhưng nó chỉ được vài ngày thôi thì nó lại bắt đầu là chạy liên tục hoài. Thế nó làm ở cái thế này. Khi cái này nó không đủ nhiệt, cái đèn mota không đủ nhiệt để ngưng lốc, thì tức là độ lạnh ở trên này kém. Tại sao mà cái hiện tượng mà người đón tới sửa thì sau vài ngày thì lại được đấy, nhưng sau vài ngày thì nó lại không được. Nó làm ở cái chỗ thế này. Cái đèn mota nó không bị hư đấy, cái bộ điều nhiệt này nó không bị hư. Khi anh ta rút ra sửa đấy, rút điện ra để sửa, thì cái thời gian đó nó làm tan cái tuyết bó ở cái dàn lạnh. Thì khi anh ta sửa xong rồi lắp vào, thì cái thời gian đó nó đã tan hết tuyết rồi, thì anh ta lắp vào chạy thì nó lại chạy được vài ngày. Bởi vì khi cái dàn lạnh nó nằm ở trên này, đây tôi lấy cái ở ngoài, ở trên này mà nó bó kín lại, thì cái nhiệt từ cái dàn lạnh này ra cái khoang lạnh này, ra cả cái tủ lạnh nó kém. Bởi vì nó dùng cái quạt để hút không khí, trao đổi không khí qua cái dàn lạnh này, làm lạnh tất cả toàn bộ cái tủ lạnh. Nhưng khi nó bó đá lại thì nó không lấy được nhiệt từ cái dàn lạnh này ra khoang lạnh ra tất cả. Thế nên là nó kém lạnh. Mà kém lạnh thì cái rèm mota nó không ngắt lốc. Đấy. Và cái lốc phải chạy liên tục. Chạy 24/24. Thế nên là khi chúng ta thấy nó lại kém lạnh thì chúng ta lại tăng lên thì nó lại càng chạy lâu nữa. Đó là cái vòng luẩn quẩn. Trong cái trường hợp mà tủ nó chạy hoài không ngắt ấy, thì các bạn thử một cách như thế, tức là rút tủ ra để khoảng vài tiếng để xem ra như thế nào, xem ra chúng ta cắm lại, nếu mà nó lại chạy lại bình thường á, thì nó là do hư cái bộ phận xả đá, nên nó không xả được cái đá bó ở cái dàn tần lạnh, thì chúng ta gọi thợ sửa cái đó. Còn với người thợ thì nếu như gặp thấy người sử dụng nói rằng nó chạy hoài không ngắt, thì chúng ta từ hẳn kiểm tra cái rèm mota, mà hãy kiểm tra xem độ lạnh nó có đủ không đã. Thì chúng ta dùng cái đồng hồ đo nhiệt này, chúng ta đo đó, xem nó có đủ không đã, hoặc là nếu như có đá nó có già hay không. Đấy, với người sử dụng tủ thì chúng ta cũng có thể là kiểm tra như vậy, đá nó có già hay không, và tháo ra xem giàn lạnh nó bị bó hay không. Với người
Nếu như giàn lạnh không bị bó thì bắt đầu mới nghĩ tới là hư cái đèn mốt ta. Đấy, mới kiểm tra cái đèn mốt ta hoặc là cái lốc có còn tốt hay không. Đấy, trước tiên chúng ta phải kiểm tra những cái đó trước đã. Đấy, thì tôi nhắc lại cái hiện tượng, một cái nguyên nhân mà dẫn đến tủ chạy lâu. Chúng ta kiểm tra cái giàn lạnh xem nó có bị bó đá không đã. Nếu như nó không bị bó, chúng ta mới kiểm tra đến cái khác. Hoặc là nếu như chúng ta không tháo được ra, chúng ta đo cái nhiệt độ giàn khoang lạnh có đủ hay không. Nếu như nó đủ mà nó chạy không nắp thì chúng ta mới kiểm tra đến cái rèm mô ta. Chứ nếu như chúng ta cứ nghĩ rằng là nó không nắp là chúng ta lôi cái rèm mô ta ra thay hoặc sửa là không được. Đó, nó như thế. Rồi, cuối cùng chúc bạn và gia đình bình an và hạnh phúc. Cảm ơn bạn đã theo dõi.